rải cá đấy. Rồi bắt nó bắt. Nó cũng nguy hiểm đấy bố ạ. Nó nguy hiểm sao? Nó bắt cá nó ăn mà. Con xem trên phim rồi nó cũng nguy hiểm đấy. Nó tấn công mình là mình bị chết chứ không phải nó. Nó là otter. Nó bắt cá ăn này. Con đi kìa. Đâu? Kìa kìa. Mỏm đá. Con thấy cái người ở dưới. Con chắc con cá sấu đấy. Đâu? Thật luôn. Sấu để nó chén thịt con này à? Con cá nó bơi giỏi. Nó đi.